Hi, xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại là ở thời điểm này thì mình đang lên hai bầy coi đỏ, một bầy lớn và một bầy nhỏ. Ok, thì mình sẽ quay cho mọi người cùng xem chất lượng của những con cá như thế nào nhé. Thì nếu như bạn nào đã từng coi cái đơn đi Hà Nội á, thì mình đã bán được hết những cái đám ghen rồi. Và giờ còn lại là ghi bông các bạn. Coi đỏ, ghen ia, ghi bông nha. Đấy. Đây nè mọi người. Ở đây là hai bầy cá mái. Đây là bầy chị. Bầy chị này thì cái số lượng con nó ít hơn. Thì cá lẻ lật đầu bao giờ cũng ít. Thì ở đây mình có được khoảng 7 cặp ghi bông. Ở đây mình xô mái thôi nha các bạn. Thì những cái con mái này nè các bạn, thì các bạn thấy là bụng bầu chưa, rồi sắp đẻ. Và cái này nè, nếu mà có con nào đẻ rồi thì mình không có xe con đó nữa, mình chỉ xe những cái con còn riêng thôi. Còn bên đây á, là cái bầy mái này còn tơ hơn, sai 2 tháng hơn mọi người. Đấy, bầy này thì mình cũng không gấp xe. Tuy nhiên nếu mà mọi người thích á, thì mình vẫn xe cá tơ cho mọi người. Với cái giá bên đây thì nó ngợi hơn bên đây một chút. Bên đây thì giá nó cứng hơn chút nha, tại vì nó sắp đẻ rồi. Đấy nè, để đây cho yên cho mọi người xem. Đám này là mình lựa ra ghi bông hết đó. Đẹp chưa. Bây giờ mình sẽ quay ở trên xuống cho mọi người xem. Cái đầu nó rất là đậm các bạn. Và đây nè, đám chị nè. Ok, thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi xem những con cá trống. Còn đây là một cái bầy lỡ dở. Bầy này thì mình tính để dành lại chứ mình không có xe. Còn đây là cái bầy ghen ghi bông. Thì những cái con mái nó cũng bụng bầu cho anh các bạn. Đấy, mình mà thấy căng căng thì mình sẽ bắt ra cái hồ xanh hết. Có ghen ghi bông nha các bạn, thì giá sẽ ngợi hơn mái đấy. Và trống thì mình để bên đây nè. Đây nè mọi người, trống nè. Trống thì đỏ mình nó gần full full nha, khá là đẹp. Và đây là trống của bầy em nè. Bầy em thì ít trống hơn cho nên là có thể bạn nào muốn xe theo chiô thì mình vẫn xe được nha. Muốn xe cặp cũng được. Trống muốn bắt ghi bông cũng được, muốn bắt ghen cũng được luôn. Đây mọi người coi nè, mình cho cá nó ăn cám nè. Đấy. Đó, mọi người thấy nó ăn cám không? Nó ghĩa đó. Bọn này rất là háo ăn. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại với bầy nhỏ, chúng ta ngắm một chút nha. Thì trong cái bầy nhỏ này các bạn, thì mình thấy là có một số con mái là nó đen dần lên phin. Lên phin nghĩa là làm sao? Nghĩa là cái màu đỏ ở trên cái vây lưng của nó các bạn, nó bắt đầu nó dần, nó đổ lên cái vây lưng. Cái bầy nhỏ này thì mình thấy đạt hơn cái bầy chị. Cá rất là khỏe. Cá sai này á, khi mà các bạn xe về á, nó sẽ đầm hơn. Xe về rồi nuôi riêng để làm giống á, nó sẽ đầm hơn. Đây nè, cái con này lên phiên đẹp nè. Con này nè. Rồi nó bơi nữa. Rồi, đợt này là tại vì mình lên khá nhiều coi đỏ cho nên mình hóng trước cho mọi người nha. Mọi người thích sai bầu cũng có, sai 2 tháng hơn cũng có. Nếu ai có nhu cầu thì cứ inbox cho mình. Cảm ơn các bạn đã xem video này và xin hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở video kỳ sau. Bye bye.